số 23 là Mika. Và như vậy là set đấu đầu tiên đã bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về các cô gái tới từ Iran. Và điểm số đầu tiên thuộc về Nhật Bản. Bóng đã chạm vào rào chắn trước khi đi ra ngoài. Một tình huống bỏ nhỏ tốt. Tỷ số được sao bằng 3 đều. Đập bóng sau vạch 3m quá hay của Hisamitsu Space, người đã ghi điểm ở trong tình huống vừa rồi là Fukazawa Megumi, rất chuẩn xác. Tiếp tục có điểm dành cho các cô gái Nhật Bản, 12-10. Cho Paykan 14-13. Có điểm dành cho Hisamitsu Spurs 20-18. Giờ là Rizai. Bóng trong sân 22-18. Trong sân. Rất mạnh. Và chuẩn xác nữa. 6-4. 9-5. Lại một pha phối hợp qua đầu ăn khớp và lại được kết thúc bởi Hanamatsu Asuka. Đó là pha đập bóng sau vạch 3m và đã có điểm dành cho Hisamitsu Springs 13-6. Có thể thấy Hisamitsu Springs càng chơi càng hay. Và đó, họ đã khiến cho Paykan gặp rất nhiều khó khăn. Đây là tình huống mà đó là trận đấu thứ hai của đối đầu giữa Paykan và Hisamitsu Springs. Chắn bóng thành công. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 8-16. Đó là pha chắn bóng thành công của rào chắn được tạo ra bởi Mona Asofte và Puranzari. Mazuri. Tiếp tục có điểm dành cho Paykan 12-16. Có lẽ bên phía các cô gái Nhật Bản sẽ phải xin tạm dừng hội ý thôi. Chắn bóng thành công 23-15. Tiếp tục có điểm dành cho các cô gái Nhật Bản.
Đỡ bóng bước một không thành công, và như vậy set đấu thứ hai đã khép lại với chiến thắng 25-15 nghiêng về các cô gái Hitachi Mitsubishi Spring. Và như vậy cho Paykan, những điểm số liên tiếp được ghi cho các vận động viên của Iran. Bóng chạm rào chắn và đi ra ngoài, 4-4. Trận đấu thứ ba đang diễn ra tương đối cân bằng ở những điểm số đầu tiên. Điểm cho Paykan 8-11. Chắn bóng thành công, nhưng trước đó thì rào chắn bên phía Paykan đã để tay chạm lưới, và điểm cho Hitachi Mitsubishi Springs 15-9. Một tình huống đánh bóng hơi với, nhưng chừng đó lại đủ để giúp cho Paykan có điểm 12-16. 20-13. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp của Yoshitake Mika. Huấn luyện viên này sinh năm 2007, tức là năm nay mới có 18 tuổi thôi, rất trẻ trung. Điểm cho Hitachi Mitsubishi Springs 23-15. Và sẽ có match point dành cho Hitachi Mitsubishi Springs. Bóng chạm rào chắn và đi ra ngoài, 17-24. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Cuối cùng thì các cô gái tới từ Nhật Bản đã giành chiến thắng trước Paykan với tỷ số 3-0. Tỷ số có set là 25-21, 25-15 và 25-17.